Chào mừng em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời em cùng theo dõi ngôn ngữ văn lớp 7 bài 8 trang 63 đến trang 65 tóm tắt. Nói và nghe ôn tập, nói và nghe trao đổi về một cách xây dựng tôn trọng các ý kiến khác biệt. Thì ở bài 7 trí tuệ dân gian thì các em đã được học cái kỹ năng trao đổi một số cách xây dựng tôn trọng ý kiến khác biệt. Thì trong bài học này các em sẽ sử dụng kỹ năng đó để mà chia sẻ ý kiến của mình về trò chơi điện tử cũng như là lắng nghe ý kiến của các bạn. Chủ đề trao đổi ở đây, trong lớp em có bạn cho rằng trò chơi điện tử có nhiều tác hại nhưng cũng có bạn khẳng định nó vẫn có những cái lợi ích nhất định. Vậy ý kiến của em là gì? Em sẽ trao đổi với các bạn như thế nào? Theo bước 1 chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị nội dung trao đổi. Thì để chuẩn bị cho cái lý lẽ bằng chứng cho phần trao đổi của mình thì các em hãy liệt kê những cái lợi ích và tác hại của trò chơi điện tử. Rồi chúng ta chuẩn bị những cái lý lẽ và bằng chứng nếu có để bảo vệ cái ý kiến của mình dựa vào gợi ý dưới đây. Lợi ích của trò chơi điện tử, lợi ích thứ nhất là gì? Lý lẽ bằng chứng. Lợi ích thứ hai, lý lẽ bằng chứng. Rồi tiếp theo tác hại của trò chơi điện tử, tác hại thứ nhất là gì? Lý lẽ bằng chứng. Tác hại thứ hai, nêu lý lẽ bằng chứng. Thì các em hãy sưu tầm một số cái hình ảnh câu chuyện thể hiện cái lợi ích và tác hại của trò chơi điện tử. Chuẩn bị cách trao đổi thì bên cạnh việc thống nhất với các bạn về thái độ hòa nhã lịch sự khi trao đổi lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác đã học trong bài 7, thì em và các bạn cần thống nhất thêm một số cái nội dung như sau. Mục đích của mọi cuộc trao đổi là để có cách nhìn nhiều chiều về một vấn đề, để học hỏi kỹ năng trao đổi và để hiểu nhau hơn. Tuân thủ quy tắc lượt lời là lần lượt từng người trình bày ý kiến của mình, không chen ngang cắt lời khi bạn chưa trình bày xong. Bước 2 trao đổi, trình bày ý kiến thì trước tiên các em hãy trình bày những cái lợi ích của trò chơi điện tử bằng một số mẫu câu như: lợi ích đầu tiên theo tôi là, hoặc tôi cho rằng lợi ích lớn nhất của trò chơi điện tử là, bởi vì một số lợi ích khác của trò chơi điện tử là, sở dĩ tôi cho là như vậy vì, vân vân. Tiếp theo thì các em sẽ lần lượt nêu những cái tác hại của trò chơi điện tử bằng một số cái mẫu câu như là: bên cạnh những cái lợi ích nêu trên thì tôi nhận thấy tác hại lớn nhất của trò chơi điện tử là, điều này thể hiện rõ ràng bằng những cái hình ảnh số liệu sau. Một tác hại khác là tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người khác, bảo vệ ý kiến của mình. Thì chúng ta ghi chép ý kiến phản bác hoặc là câu hỏi của người khác, rồi đặt câu hỏi về những điều em chưa rõ liên quan đến cái ý kiến hoặc là câu hỏi của người khác bằng những cái mâu thuẫn, bằng những cái mẫu câu như là: bạn có thể nhắc lại câu hỏi ý kiến được không? Có phải ý của bạn là? Rồi chúng ta sử dụng những cái mẫu câu sau để trao đổi lại ý kiến của bạn, như: cảm ơn câu hỏi của bạn, ý của tôi là, cảm ơn bạn đã cho tôi thêm một cách nhìn về vấn đề, tôi sẽ suy nghĩ thêm về ý kiến của bạn, tôi sẽ giải thích rõ quan điểm của tôi, sở dĩ tôi nói như vậy là. Thì sau đó các em dùng bản kiểm tra trao đổi ý kiến về một vấn đề trong đời sống chúng ta đã học ở bài 7 để chúng ta tự đánh giá cái khả năng lắng nghe, trao đổi của mình về một vấn đề có ý kiến khác biệt. Tiếp theo là phần ôn tập. Số 1 nhỏ thì chúng ta sẽ chỉ ra một số điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản đã học bằng cách điền vào bản sau làm bài vở. Thì văn bản ở đây chúng ta sẽ có hai văn bản, đó là trò chơi cướp cờ và cách gọt củ hoa thủy tiên. Thì phương diện so sánh ở đây là chúng ta sẽ so sánh những điểm giống nhau về nội dung, đặc điểm, hình thức, những điểm khác nhau, nội dung, đặc điểm, hình thức. Thì giữa hai văn bản trò chơi cướp cờ và cách gọt hoa thủy tiên thì có những điểm giống nhau ở đây là dùng để giới thiệu một quy tắc hoặc là luật lệ trong trò chơi hay là hoạt động, triển khai thông tin chính theo trình tự thời gian, đều dùng phương tiện phi ngôn ngữ là hình ảnh minh họa để bổ sung nội dung cho văn bản. Về điểm khác nhau, trò chơi cướp cờ thì sẽ giới thiệu với bạn đọc về cái hình thức, cách chơi và luật chơi trò chơi cướp cờ, liệt kê những gì cần chuẩn bị trước khi thực hiện trò chơi, trình bày các bước cần thực hiện khi chơi. Còn văn bản cách gọt của hoa thủy tiên thì ở đây điểm khác nhau là ở đây
Văn bản này sẽ giới thiệu các bước chuẩn bị và gọt cổ Hoa Thị Tuyên. Sử dụng con số thuật ngữ, giới thiệu mục đích của quy trình liệt kê, những gì cần chuẩn bị trước khi thực hiện, trình bày các bước thực hiện gọt cổ Hoa Thị Tuyên. Tiếp theo, hai nhỏ đọc đoạn văn sau và cho biết có thể lược bỏ từ vài hay không, vì sao? Trước tiên ngâm củ thủy tiên vào nước vài ngày, thay nước liên tục cho lớp áo ngoài cùng bật đi, theo Giang Nam cách gọt củ hoa thủy tiên. Thì chúng ta có thể lược bỏ từ vài hay không? Từ đó cho biết số từ đảm nhận chức năng gì? Thì chúng ta thấy không nên lược bỏ từ vài, bởi vì nó thực hiện cái chức năng bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ ngày. Chức năng của số từ chính là biểu thị số lượng. Câu 3 trình bày những lưu ý khi đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc là luật lệ trong trò chơi hay là hoạt động. Thì ở đây một số lưu ý đó là hiểu rõ mục đích cấu trúc của văn bản, hiểu những từ ngữ cách triển khai phù hợp, hiểu được ý nghĩa văn bản muốn truyền tải, xác định yếu tố phi ngôn ngữ và tác dụng của chúng. Câu 4, văn bản tường trình có những cái đặc điểm gì về cấu trúc và nội dung? Thì về cấu trúc gồm có những cái đặc điểm đó là có quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian, tên văn bản và tóm tắt sự việc. Người cơ quan nhận văn bản tường trình, nội dung tường trình đề nghị cụ thể, lời cam đoan, ký tên. Về nội dung thì cung cấp đầy đủ chính xác thông tin về thời gian, địa điểm, sự việc. Nội dung tường trình phải đảm bảo chính xác, xác định trách nhiệm của người viết đối với sự việc. Câu 5, vì sao khi trao đổi tranh luận với người khác chúng ta cần có thái độ xây dựng và tôn trọng những ý kiến khác biệt? Thì tôn trọng ý kiến của người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình, đồng thời sẽ được nhận được cái thái độ tôn trọng từ người khác. Mỗi người đều có một cái suy nghĩ ý kiến khác nhau nên chúng ta cần tôn trọng ý kiến của họ. Câu 6, làm thế nào để những nét đẹp văn hóa của cha ông được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay? Thì để những cái nét đẹp văn hóa của cha ông được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay thì chúng ta cần giữ gìn, bảo tồn và phát huy, giới thiệu, lan tỏa rộng rãi, có cho mình cách sống, cách suy nghĩ đúng đẹp. Mỗi người cần tự có ý thức trong cái việc giữ gìn nét đẹp văn hóa. Các chính quyền địa phương cần tu sửa lại những cái giá trị văn hóa có thể cải tạo. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt. Chào tạm biệt các em.